Xin kính chào quý vị, trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Thì ngày hôm nay Ngọc Nhi một lần nữa muốn giới thiệu quý vị hai sản phẩm mà hiện giờ là thích hợp nhất cho cái mùa xuân và cái mùa hè này. Quý vị biết đó thì mỗi một cái mùa đó chúng ta phải cần xài một cái loại sản phẩm đúng. Và chương trình này đó Ngọc Nhi muốn là giúp cho quý vị có được hai cái sản phẩm rất là tuyệt vời mà nó bảo vệ được, chẳng những bảo vệ được da quý vị nè, mà tái tạo tế bào gốc da quý vị được nè, mà protect được cái da quý vị sẽ không bị cái áp lực của cái hơi nóng mà làm hư da quý vị. Nhưng quý vị biết đó, khi chúng ta bước vào cả cái mùa đông thì cái làn da quý vị đã được ủ đông trong rất là nhiều tháng rồi, thì cái da quý vị nó sẽ rất là yếu và nó đã bị bong tróc những cái tế bào chết rất là nhiều. Và thời kỳ này thời kỳ nó tạo ra những cái tế bào mới. Nhưng mà nếu quý vị không có biết giúp cái da quý vị chịu được cái áp lực của môi trường thì chắc chắn rằng đó là cái da quý vị nó sẽ không có được đẹp và những cái công sức quý vị dưỡng da nó sẽ vô ích. Thì ngày hôm nay hai sản phẩm Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị đó là kem làm từ cái tế bào gốc của nước miếng của con yến ở tổ hoàng yến. Thứ nhì là Glamour Beauty Cream là được làm từ dầu của gan cá mập. Thì sản phẩm này như thế nào thưa quý vị? Thứ nhất là quý vị biết đây là cái hộp của kem là gọi là kem yến, một sản phẩm mà quý vị thấy là ở thị trường rất là hiếm. Thì cái hộp rất là đẹp quý vị. Thì đây á là được làm từ tổ hoàng yến nè, rồi dầu jojoba nè, rồi cái vỏ của cái loại cây mà trong rừng Amazon đó là vỏ cây khoai mỡ nè. Rồi thứ nhì kế quan trọng nhất đó là sữa ông chúa và vitamin C, vitamin E. Thì nó kết hợp lại cộng với hyaluronic thì nó giúp cho cái làn da quý vị đó sẽ được bảo vệ và tái tạo lại cái DNA của da quý vị. Quý vị biết nước miếng con yến á, sở dĩ mà nó quý, chúng ta ăn nó bổ là bởi vì nó có rất là nhiều protein. Những chất đó nó giúp cho chúng ta khỏe từ cái hơi thở. Nhưng nếu vì dùng cái tổ hoàng yến thủy phân mà đưa trực tiếp vào da quý vị thì ngay cái chỗ quý vị đưa vào đó nó được tái tạo lại bằng cái protein. Và kế hơn nữa đó là thưa quý vị được bảo vệ bằng những cái chất chẳng hạn như là sữa ông chúa. Sữa ông chúa đó là cũng là tái tạo tế bào. Rồi kế đến nữa đó là vitamin E, vitamin C. Thì thưa quý vị, đây là những cái chất mà quý vị dùng nó giúp quý vị chịu được cái áp lực môi trường. Quý vị nào có làn da như thế này, quý vị có làn da bị dễ bị mẫn cảm nè, hay bị đỏ nè, rồi hay là ra ngoài nắng tức là đỏ rần lên nè, hay là bị mụn mà nó để lại sẹo hay là những cái chất nhờn của mụn, thì cái sản phẩm này đó quý vị, nó giúp cho quý vị đó là thứ nhất là nó tạo lại được cái tế bào da mới cho quý vị. Cái đến nữa đó là nó control được cái chất nhờn của da. Quý vị nói là tôi bị da dầu, da nhờn lắm, tại da tôi nó dư dầu, đó là sai rồi. Theo nghiên cứu khoa học thì thưa quý vị, da nhờn, da dầu là bởi vì da quý vị nó thiếu độ ẩm, nó thiếu chất nhờn tự nhiên của da. Cho nên cái sinh học của nó phải tiết ra chất nhờn để đẩy ra ngoài mặt da quý vị để nó bảo vệ da quý vị. Cho nên nếu quý vị biết cách control nó thì khi đó cái dầu nó sẽ ở bên trong da quý vị và nó nuôi da quý vị thay vì nó phải tiết ra ngoài. Thì thưa quý vị, kem yến này đó là nó giúp quý vị control được cái chất độ nhờn và cái dầu cho da quý vị rất là đẹp. Kế đến nữa nó giúp tái tạo lại và làm lành vết thương. Rồi kế đến nữa là cái dầu jojoba đó là một cái loại dầu mà chặn lão hóa và tái tạo tế bào gốc của da cực kỳ hay. Giúp cho quý vị có một làn da khỏe, tạo nên đi protein mới cho da, DNA cho mới cho da, làm săn chắc da, làm khít lỗ chân lông. Những làn da hay bị mẫn cảm là tuyệt vời nhất. Và những làn da mà quý vị rờ lên, quý vị thấy nó nóng thật là nóng. Quý vị thấy có những sản phẩm á, quý vị đi dùng mỹ phẩm mà làm tẩy trắng da nhiều quá đó, thì da quý vị sao? Bị mỏng nè. Rồi da quý vị sao? Bị đỏ tí xíu ra nắng hay là hơi nóng một tí là đỏ rồi. Thì đó là chứng tỏ rằng da quý vị đã mất quá nhiều chất đề kháng. Cho nên khi mất đề kháng nhiều, da yếu đi thì rất là dễ bị UVA, UVB hoặc cái áp lực môi trường nó làm hư da. Mà da bị yếu thì khi đó các cái đốm melanin nó sẽ tự sản xuất ra nhiều để nó chống lại cái ung thư da. Cho nên cái vòng tròn luẩn quẩn đó đó nó sẽ làm quý vị cái da càng ngày càng nhiều đốm trên da hơn, là bởi vì nó phải tiết ra, bởi vì da quý vị đã quá mỏng, đã quá yếu rồi. Thì quý vị, kem yến này là một cái sản phẩm mà nó giúp cho quý vị phục hồi lại cái sức sống của da.
không có bị là sậm màu, hay là không có bị là trắng bệch đi, hay là không bị là chân lông to, không bị mẩn ngứa, không bị đỏ, không bị những cái mập li ti dưới da quý vị. Một làn da hoàn toàn tái tạo lại bằng yến. Vì biết yến á, ngày xưa là chúng ta phải có tiền hay là những cái bậc vua chúa giàu có mới xài được, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay đó thì bởi vì người ta có thể nuôi cấy được yến, người ta nuôi được, cho nên á, là một cái sản phẩm mà rất là cần thiết cho quý vị để mà dưỡng da. Bởi đưa chính thức từ cái yến lên da quý vị. Quý vị đây là kem đa tế bào gốc của yến. Thì là quý vị đã tái tạo da. Một hộp thứ nhì nữa là kem Glamour Beauty Cream. Thì Glamour Beauty Cream là gì? Là một cái loại cream được sản xuất từ dầu gan cá mập biển sâu. Thì người Nhật Bản đó, từ năm 1906, người ta đã phát minh được rằng cái dầu gan cá mập là một cái chất rất là tốt cho da. Gọi là chất squalene. Mà squalene đó là nó giúp da quý vị chịu được áp lực của môi trường, chịu được áp lực làm hư da. Mà hai cái này mà kết hợp lại với nhau đó thì tuyệt vời. Thì thứ nhất nè, là bữa nay chương trình đặc biệt quý vị gọi ngay bây giờ nhé thì mới được đặc biệt. Một hũ kem yến này quý vị dùng được khoảng 2 đến 3 tháng, giá 150 đồng. Hai cái này xài chung để tái tạo lại tế bào gốc của da. Và nếu quý vị gọi vào ngay cái chương trình này đặt câu hỏi thì sẽ được thêm một món quà đặc biệt nữa. À, sẽ bất ngờ cho quý vị. Quý vị số điện thoại quý vị cần gọi ngay bây giờ là 1 888 933 7624, 1 888 933 7624. Quý vị gọi ngay bây giờ để được cái phần quà đặc biệt và thêm một phần quà bí mật khi quý vị gọi vào nữa. Thì quý vị xin lặp lại về đây là kem yến làm từ nước miếng của tổ hoàng yến, từ sữa ông chúa, từ chầu jojoba, từ cái loại vỏ cây bơ Muzukuru, một cái loại cây ở vùng nhiệt đới, và từ vitamin E, vitamin C. Đây là một cái thành phần tổng hợp hiện giờ là đắt và sang trọng nhất thị trường hiện nay, là được làm từ tổ hoàng yến để đưa lên da quý vị. Cái hộp thứ nhì là cái hộp gọi là Glamour Beauty Cream. Thú vị, cái hộp này đó nó rất là sang trọng, là cái mùi thơm của nó rất là đặc biệt. Hai sản phẩm này đến từ Nhật Bản hết, được đến từ Nhật Bản. Và cái sản phẩm này đó là cái mùi hương của nó rất là sang và đặc biệt. Quý vị thấy dễ thương không đó, cái màu của nó như là màu hột gà cái đó. Thì quý vị dùng ban ngày ban đêm thì cũng được hết, mà nó là được làm từ dầu gan cá mập, nó như cái hột trồng đỏ, hột gà đó quý vị, rất là sang. Và quý vị thoa lên da quý vị đó, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Thì quý vị mua cái này quý vị sợ là ông biết da tôi xài được hay là không, da tôi có bị mẫn cảm không, thì quý vị yên tâm, quý vị được tặng thêm hai cái hộp hàng mẫu để dùng thử trong vòng 7 hoặc là 10 ngày. Thì khi quý vị dùng đó thì quý vị dùng hai cái hàng mẫu này, Nhi sẽ gửi kèm theo cho quý vị ha. Thì đây là kem yến màu trắng, kem Glamour là màu vàng. Thì quý vị dùng á, cách dùng quý vị dùng cái kem yến bị thoa lên trước, thì nếu camera có thể đưa cận cái tai Ngọc Nhi được, quý vị sẽ thấy cái da rất là đẹp. Mình lấy cái kem yến mình thoa lên tai ha quý vị ha, quý vị thoa lên tai quý vị. Đó. Cái mùi thơm nó rất là sang và nó rất là nhẹ. Đây là cái kem làm từ tế bào gốc của tổ hoàng yến nha quý vị nha. Thì đây quý vị thoa cái cream lên tay quý vị, thoa cái kem yến lên tay quý vị ha. Đó. Rồi, nếu da quý vị đang, quý vị ví dụ đang làm nhà hàng đi, hay đang làm tiệm nail đi, hay đi ngoài nắng đi, mà nếu quý vị thoa cái này lên là lập tức chỉ trong vòng 1 phút thôi, nó mát xuống tức khắc liền. Mát xuống tức khắc liền. Rồi, sau đó quý vị dùng cái kem Glamour Beauty Cream là làm từ dầu gan cá mập này ha. Quý vị thoa lên, quý vị thoa cho quý vị xem nhé. Quý vị nhìn thấy nè, cái màu trắng rất là tự nhiên ha quý vị ha. Rồi quý vị đọ vào hai cái tay quý vị đi, nó trắng và nó mịn, nó khác liền, tay quý vị thấy khác liền. Thưa quý vị, mà cái mùi thơm đó nó cực kỳ sang, cái mùi thơm rất là sang quý vị. Người ta đi ngang quý vị ta phải quay lại nhìn, wow sao cái cream này mà cái mùi sang dữ nè, thơm dữ nè. Như rất là mê khi mà như bào chế mỹ phẩm đó, thường thường như đặt ở Nhật hay là ở Đức á, cái vấn đề quan trọng nhất là cái gì, là cái mùi. Bởi vì phụ nữ chúng ta lại thích thơm, thích hấp dẫn, thích khiêu gợi tí xíu. Mà cái mùi là khi mình đi ngang một người đó mà họ quay là họ nhìn là mình biết là wow, là cái mùi này cũng hấp dẫn lắm. Thì quý vị, Ngọc Nhi luôn luôn tạo những cái mùi thật đặc biệt cho quý vị. Thì quý vị, Ngọc xin nhắc lại, đây là một cái loại cream là làm từ dầu gan cá mập. Thứ nhất, nó là một cái loại hút ẩm ngược, hút ẩm ngược, cho nên nó rút ngược cái chất nhờn vào cho quý vị, và nó nuôi cái da quý vị, và nó giúp cho quý vị không có bị áp lực vào môi trường. Rất là hay thưa quý vị. Đây là một cái sản phẩm mà Ngọc Nhi muốn quý vị thử dùng một lần.
Quý vị đã được hai cái hộp hàng mẫu xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, quý vị thấy được kết quả liền ngay 7 ngày đầu tiên. Nha quý vị nha. Hình như có một cuộc gọi vào phải không? Thì thưa quý vị có thể đặt câu hỏi cho Ngọc Nhi. Số điện thoại là 1-888 933 7624. 1-888 933 7624. Thì mình sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị. Và khi quý vị order gọi vào đặt câu hỏi, quý vị sẽ được một món quà thật là đặc biệt Ngọc Nhi gửi cho quý vị. Thì trở lại vào cái mập này đó quý vị. Quý vị nào có một cái làn da mà bị lão hóa nhiều, bị lão hóa nhiều, bị nhăn, bị thôi về mặt da. Hello. Hello. Hello chị. À dạ. Chào em. À, chị ơi, em muốn hỏi về cái kem yến của mình đó chị. À, hỏi đi cưng. À dạ, thì em muốn nhìn, tại vì da em cũng hay khô á, với hơi nhăn ở phía mắt của mình á. À hả? Nên là em muốn thử dùng qua cái này á chị. Rồi, cho chị hỏi thêm là em đang dùng kem gì đó em? Hiện tại thì em có xài DT Collagen của Vinasoft á chị. Ok, rồi thì bây giờ em thử dùng cái này nhé. Là kem yến thì nó làm, nó giúp cho là kích lỗ chân lông và tươi da. Và cái hay nhất của kem yến đó là tái tạo lại tế bào gốc của da em. Nó làm cho em trắng mịn và mọc tế bào mới. Thì cái tế bào mới nó mọc nhiều đó thì nó sẽ loại bỏ đi những cái tế bào cũ, tế bào hư, tế bào bị tổn thương của mình đó. Thì dần dần cái da mình nó sẽ đều màu lại và khi nó đủ để mà nó nuôi da. Về vấn đề nhăn đó thì kem yến này nó không có trị về nhăn được, tại vì nó chỉ là về tế bào thôi, nó sẽ làm đẹp cái màu da mình và đẹp cái làn da mình mượt mà, chứ nó không có làm nhăn được. Thì em có thể gọi vào công ty để mà chị tặng cái kem nhăn cho em riêng. Thì công ty mình có một cái loại đó gọi là collagen extend đó, cái đó là nó trong vòng khoảng 21 ngày thì khoảng chừng 64% cái vết nhăn sẽ hết, nó rất là mạnh. Nhưng kem yến này đó mình có thể dùng để mà tái tạo lại cái màu bề mặt da, sức sống của da trắng mịn căng mọng. Là cái yến này thì em mua 150, em được tặng cái hũ Clamor 80 này. Thì cái này đó là nó làm cho em trắng da, đều da. Và cái hay nhất á, là nó làm cho cái da em như da em bé. Em thấy những cái diễn viên Hàn Quốc mà da họ không tì vết không, là cái này nè. Bởi vì nó từ dầu gan cá mập, thì em mua 150 được tặng 80 đó nhá. Và khi mua đó thì em được tặng hai cái hộp hàng mẫu, em xài được khoảng 7 ngày. Mà nếu 7 ngày em thấy là ok, tôi thấy không chịu, thì em được quyền gửi hàng nguyên về trả lại và lấy tiền lại trong vòng 7 ngày. Nhá. Ok chị, dạ. Rồi. À, dạ chị, chị cho em order cái hộp kem yến đó nha chị. Rồi, bây giờ cứ gọi giùm chị là 1-888-933-7624 ha. Em order thì em nói rằng em đang xem tivi. Chị Nhi cứ nói rằng một cái món quà đặc biệt thứ ba sẽ tặng cho khách order thì họ sẽ cho em biết là cái gì liền, và em sẽ rất là thích, rất là surprise nhá, là rẻ lắm, bữa nay mua được rẻ lắm rồi. Và nếu có dùng Facebook thì add vào Facebook để chị coi con mắt của em, và chị sẽ gửi những cái loại cream hàng mẫu thêm kèm theo cho em đi trong cái đợt này luôn, về trị cái vết nhăn trên mắt em luôn nhé. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cưng. Thưa quý vị, nếu quý vị đặt những câu hỏi về da, quý vị gọi ngay bây giờ sẽ trực tiếp câu vào tổng đài là 1888 933 7624, những phần quà đặc biệt cho quý vị. Một vấn đề nữa đó là quý vị nào muốn liên lạc trực tiếp với Ngọc Nhi, quý vị có thể là vào Facebook là Chung Ngọc Nhi. Chung là CH đó quý vị, Ngọc Nhi, Nhi là nhỏ đó, là Ngọc Nhi nhỏ hoài à. Và Chung là Chung Vô Diệm đó quý vị. CH nha, có nhiều người lẫn lẫn là chữ Trung nhưng mà không phải. CH U N G là Trung Ngọc Nhi Facebook. Hoặc là quý vị có thể follow Ngọc Nhi ở trên đó, mỗi ngày như có những chương trình sale đặc biệt nè, hay là những chương trình về da nè, những cái bài thuốc về da nè. Quý vị có thể trực tiếp vào Facebook của foreverbloomer.com cũng được, nhưng mà vô Ngọc Nhi quý vị sẽ thấy được bên kia luôn. Thì chúng tôi có mỗi ngày có những giờ talk show radio và những cái giờ trên TV như thế này, thứ hai, thứ tư và thứ sáu là chương trình đặc biệt live trên đài TV Việt TV đi San Jose, Houston, Dallas và trên hệ thống Unobox đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và đi toàn cầu. Quý vị có Unobox đó, thì quý vị download nó vào phone quý vị là unoip.com, thì quý vị download vào thì quý vị sẽ xem được trên toàn thế giới. Kem yến là một đa tế bào gốc giúp tái tạo tế bào da, làm tươi da và làm hồng cái màu da quý vị và trắng mịn màng.
Glamour Beauty Cream là một cái loại kem làm từ là dầu gan cá mập, giúp làm tăng sức sống da, đảo ngược tiến trình lão hóa của da và bảo vệ da quý vị không bị tác động của môi trường. Là ngày hôm nay chúng ta có được hai cái sample thì là xài được khoảng một tuần lễ, thì quý vị sẽ được dùng á, là trong 10 ngày hoặc một tuần lễ đó quý vị dùng cái sample thôi. Mà sau 7 ngày quý vị thấy là ok, da không thích, tôi không thích cái mùi này, tôi không thích cái màu này, hay tôi không thích cái nó sẽ bị mẩn đỏ, có tôi thử vị gửi hai sản phẩm này về trả là 100% tiền sẽ được refund lại. Đó, và quý vị thấy được xin hàng mẫu thêm rất là nhiều, thì quý vị gọi vào order đó, quý vị nhớ nói rằng tình trạng da quý vị hiện tại thế nào để công ty gửi cho quý vị thêm những cái sample khác mà thích hợp cho quý vị hơn. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có những cái chương trình nằm ở trên Facebook mỗi ngày, những chương trình khác nhau, thì quý vị có thể vào đó. Ngọc Nhi lặp lại là Chung Ngọc Nhi, Chung Ngọc Nhi, thì quý vị sẽ liên lạc được bằng Facebook vì ad hoặc là gửi inbox Ngọc Nhi những cái tin nhắn đó, thì mình sẽ trả lời cho quý vị về da. Một lần nữa thì thứ hai, thứ tư, thứ sáu nhé, quý vị nào ở San Jose, ở Houston, ở Dallas và trên hệ thống Unibox toàn cầu có thể theo dõi chương trình này được. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị và một lần nữa nhắc quý vị nè, Glamour Cream. Một câu chuyện ngắn kể trước khi kết thúc là cho quý vị nghe. Ngọc Nhi có một cái anh bạn, một cái người khách thôi, thì vợ ảnh là rất là thích mỹ phẩm, xài nhiều nó lắm rồi. Cho đến một hôm thì có một người khách gọi Ngọc Nhi, lúc đó là khoảng 9 giờ tối. Nó tôi kìm tôi tìm bà Chung Ngọc Nhi, nhưng hỏi tìm để làm gì. Thì ảnh nói là vậy nè. Tôi đó hồi nào giờ vợ tôi không có mê cái gì hết á, mà tự nhiên bây giờ đi mê cô, là xài kem của cô xong rồi đó, nó thích cái kem này và ngày nào cũng đòi xin tiền để mua mỹ phẩm hết. Tôi rất là bực bội. Thưa quý vị, ảnh nói đùa thôi, nhưng mà Ngọc Nhi rất là cảm ơn anh, là bởi vì như thế này, anh là một người rất là khó tính, anh không có thích vợ anh là dùng mỹ phẩm tầm bậy tầm bạ, mà đã 7 năm nay anh luôn luôn là người order hàng cho vợ, cứ mỗi 3 tháng là anh order một cái loại khác nhau. Thì nhân tiện đây nhắc quý vị đó là cách xài mỹ phẩm thông minh nhất là quý vị phải biết cái làn da mình nó cần cái gì và vào cái thời điểm nào quý vị cần để mà tái tạo da. Ví dụ như bây giờ đi, đang vào là cái mùa mùa đông thì cái làn da quý vị nó bong tróc rất là nhiều, thì bắt đầu bước vào xuân và hè thì khi đó đó cái làn da quý vị nó rất là cực kỳ nhạy cảm. Thì quý vị muốn biết bị cái gì như thế nào, quý vị hãy gọi ngay vào công ty 1888 933 7624, 1888 933 7624 để hỏi đặt liền ngay bây giờ kem đa tế bào gốc làm từ tổ hoàng yến và kem Glamour Cream làm từ dầu gan cá mập, để quý vị giúp cái da quý vị chịu được cái áp lực khi mà nó vừa thay da xong trong mùa đông. Thì làn da lúc này nó mỏng, nó yếu, chúng ta cần tăng cái đề kháng cho da, cần da quý vị chịu được cái áp lực của cái mùa xuân và sau mùa xuân là mùa hè tới, để cho cái da quý vị được khỏe. Chứ có rất là nhiều khách hàng đó là thường thường mùa đông là mùa quý vị hay xài tẩy trắng da, nhưng bước vào mùa xuân quý vị quên đi là quý vị cần phải bảo vệ nó, cho nên quý vị tự làm hư cái làn da của mình. Và hãy nhớ ở thị trường có những loại cream đó là tẩy trắng rất là nhanh, nhưng thường thường những cái gì ông bà có một câu là dục tốc bất đạt. Nếu quý vị muốn tẩy trắng nhanh mà không có cẩn thận, không tìm hiểu được trong đó là chất gì làm trắng da, thì những chất độc hại mà không có tốt cho da nó sẽ làm bleaching, là tẩy đi làn da quý vị, thì khi đó là hậu quả quý vị sẽ gánh. Cho nên một lần nữa tôi xin nhắc nhở quý vị hãy tìm hiểu cho kỹ về sản phẩm mà mình đang dùng. Đa số đó ít có ai biết được các chất trong mỹ phẩm là cái gì, nhưng những nhà sản xuất chúng tôi không phải là những người bán mỹ phẩm, chúng tôi là người sản xuất ra mỹ phẩm và thích hợp cho làn da châu Á. Chúng tôi có xưởng ở Nhật, ở Đức, và chúng tôi là người tự bào chế ra theo những cái tiêu chuẩn yêu cầu của Nhật Bản và của Đức. Đó là những cái xưởng họ có những 50 chuyên gia để mà làm cho quý vị. Một lần nữa đó quý vị, Ngọc Nhi hay nói với con gái như vậy là mình phải tạo khách hàng niềm tin, khách hàng mới ở với mình lâu dài. Thì 15 năm qua Billmore đã khẳng định được mình ở thị trường, có rất nhiều khách hàng đã theo Billmore gần 15 năm nay và không bỏ được. Ngoài trừ những sản phẩm dưỡng da thì Billmore còn những sản phẩm là về thuốc uống trị nám. Quý vị nào có cái làn da bị nám nặng mà đã trên 10 năm mà không trị được, please xin hãy liên lạc Ngọc Nhi. Facebook Ngọc Nhi là Chung Ngọc Nhi. Nếu quý vị nào mà không có dùng Facebook thì quý vị liên lạc direct với số cell phone Ngọc Nhi
là 408 679 3069. 408 679 3069. Thì Ngọc Nhi sẽ gửi hình của quý vị cho Ngọc Nhi xem. Mình chụp cái da mình, Ngọc Nhi xem, Ngọc Nhi sẽ tự đích thân là giúp quý vị chỉnh lại làn da mình. Một lần nữa là ngày hôm nay chương trình đặc biệt, quý vị nhớ nha, không mua là uổng lắm. Mua 150 kem đa tế bào gốc của Tổ Hoàng Yến. Và đồng thời quý vị được hai cái hũ hàng mẫu để mà quý vị á, dùng tiếp theo, thử thử dùng trước. Nếu mà sau 7 ngày mình được mình dùng tiếp theo, mà sau 7 ngày rồi mà quý vị nói ô tôi không thích, thì quý vị được quyền trả lại và hoàn tiền lại 100% cho quý vị nha. Thưa quý vị, đây là cái thời điểm vàng, cái thời điểm giao mùa là cái thời điểm vàng để quý vị tái tạo làn da quý vị. Quý vị bỏ qua thời điểm vàng này, bước vào mùa xuân đó thì cái da quý vị lúc đó nó bắt đầu gồng áp lực. Quý vị thấy nè, mấy ngày gần đây nè, ở Cali đã bắt đầu nắng lên rồi, như hiện giờ là đã 72 độ, thì cái hơi mà nóng mà đi qua cái kiếng xe đó nó sẽ làm tăng lên gấp đôi. Thì khi tăng như vậy đó thì cái da quý vị sẽ rất là chịu áp lực. Thì quý vị nào làm nhà hàng nè, là cái hơi nóng từ cái bếp nè, làm nail nè, hơi nóng từ cái đèn nè, và kế đến nữa đó là quý vị lái xe nhiều nè, hay là quý vị làm trong những cái hãng điện tử mà cái áp lực về quá chất nó nhiều nè, thì cream Tổ Hoàng Yến là giúp quý vị, da quý vị chịu được áp lực và tạo lại cái tế bào mới cho da quý vị và phục hồi làn da quý vị thật là hay. 150 đồng một hộp, nhưng vì order ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, quý vị sẽ được tặng thêm một món quà đặc biệt khi gọi vào tổng đài là 1-888-933-7624, 1-888-933-7624. Đặt hàng ngay bây giờ sẽ được thêm một cái món quà thứ ba rất là surprise cho quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Một lần nữa, đây là thời điểm vàng để tái tạo lại tế bào gốc của da quý vị, và đây cũng là thời điểm vàng để quý vị thử một lần. Hãy tạo chúng tôi niềm tin. Ngọc Nhi có nói vậy nè, quý vị hãy cho chúng tôi niềm tin thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị 100% sự hài lòng. Quý vị không có thử làm sao biết được rằng lời đồn là Biomore sản phẩm thật là tốt, 15 năm đã đứng vững ở thị trường rồi, thì quý vị hãy trao chúng tôi niềm tin thì chúng tôi sẽ trao quý vị 100% sự hài lòng. Cộng với cọc như hai nói đó là quý vị làm như thế này, là sự hài lòng của quý vị cũng là thành công của chúng tôi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Forever Biomore trong suốt nhiều năm qua. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới cũng vào giờ này, và hãy nhớ follow Facebook là Trung Ngọc Nhi nếu quý vị cần những câu hỏi về da. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới cũng vào giờ này. Forever Biomore xin giới thiệu bộ sản phẩm làm đẹp tức thì từ tổ yến và protein của sữa ông chúa. Sự kết hợp đặc biệt của các thành phần cao cấp có hiệu quả mạnh mẽ trong việc kích hoạt tế bào gốc nhằm cải thiện và đánh thức tuổi thanh xuân của làn da. Sản phẩm kem nuôi dưỡng và làm lành vết thương mang lại cho quý vị làn da mềm mại và mịn màng. Sản phẩm sữa giúp làm sáng, chống sạm da và ngăn ngừa sự hình thành các đốm đen. Hãy gọi Forever Biomore 1-888-933-7624. Sản phẩm Glamour's Caviar Collagen Beauty Drink của công ty Forever Biomore là một sự tổng hợp các công dụng làm đẹp, bồi bổ sức khỏe và giảm bệnh tật. Thành phần chiết xuất từ nhau thai trứng cá hồi và collagen sẽ giúp tái tạo tế bào gốc và chống lão hóa cho da. Trong khi đó, COQ10, tinh chất sụn cá mập và elastin từ động mạch chủ cá ngừ sẽ giúp quý vị có một giấc ngủ êm, giảm stress, bồi bổ tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Hãy gọi Forever Biomore 1-888-933-7624. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, Yellow Collagen Beauty Drink là sản phẩm có chứa hàm lượng collagen cao nhất trên thị trường. 20.886mg collagen kết hợp với các vitamins và các thành phần như COQ10, Hyaluronic Acid và sụn cá mập cung cấp cho da độ ẩm tự nhiên, đặc trị đau nhức bằng cách tái tạo lại chất nhờn cho các khớp xương, giúp quý vị trẻ lại hàng chục tuổi trong một thời gian ngắn. Hãy gọi Forever Biomore 1-888-933-7624.